Đầu tiên là em phải để tóc ra ngoài sau vậy nè. Đó. Cái vai em nó hơi mỏng manh chút xíu. Em muốn nổi tiếng không? Muốn thì phải nghe lời anh chứ. Trời ơi, coi kìa, nhỏ này á. Trời ơi, nhìn nó mướt mát gì đâu mày ơi. Em này mã cho tao á. Qua. Gì? Chủ công ty làm việc suốt ngày cứ lên mấy cái trang web đen nó tìm gà hoài à. Đứng đắn đàng hoàng chút coi. Ê Dũng. Gì? Mày coi nè. Thôi không coi đâu. Hình như là con Hưng bạn gái mày sao á. Nè. Gì? Bớt nói chuyện tào lao lại nha. Không, tao nói thiệt. Nè, thiệt. Mày lại mày coi người ta. Cậu đi. Không có giỡn mày, đừng có nhây. Mày cũng coi mày hối hận gắn chịu quá nha. Tao nói nghiêm túc á. Phải không? Con mắt của tao á, nhìn gái á, còn nhiều hơn ăn cơm đó. Con nhỏ này chắc nghĩ nó cắm sừng biết bao nhiêu thằng rồi. Mày chắc thằng thứ N luôn rồi đó. Mày đi hỏi con bồ mày đi. Có chuyện gì mà anh kéo em về cho bằng được vậy? Chuyện gì hả? Xem đi. Giải thích. Tấm hình này ở đâu ra? Sao lại có tấm hình này? Em cái gì hả? Sau lưng tôi cô lén quan hệ với bao nhiêu thằng rồi. Tại sao lừa dối tôi? Tôi yêu cô như vậy. Bây giờ cô biến tôi thành thằng ngu. Cô để cho bạn bè cười vô mặt tôi vậy đó hả? Không phải đâu anh Dũng ơi. Anh nghe em giải thích nè. Thật ra em bị tôi nó hại. Anh đã dặn em rồi mà. Em làm ăn gì là chết anh rồi. Anh set up một cái bối cảnh tuyệt vời như vậy. Mày mang mặt vậy nè. Kính từ trên xuống dưới sao mà chụp được. À không ấy, anh chờ em chút xíu em chạy về nhà em thay đồ rồi em qua lại. Thôi 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 thôi, vậy mất thời gian của anh lắm. Thời gian của anh là vàng là bạc, em hiểu không? Vậy còn cách nào khác không anh? Em phải chụp bộ ảnh này để nộp lên thi chương trình fashion show á. Em thích cái chương trình đó từ nhỏ tới giờ, đó là ước mơ của em á, anh giúp em với. Thôi được rồi, để anh giúp em. Anh sẽ chụp cho em vài kiểu ảnh, xong anh nhờ nhà thiết kế cho em một bộ đồ tuyệt vời nhất để em đi dự thi. Ok chưa? Dạ. Giờ thì em ngồi xuống đây đi. Ở đây ha anh? Đúng rồi, ngồi xuống. Dạ. Đó. À cậu Thiện ơi, vô đây tôi biểu. Dạ. Giờ cậu đứng đây. Dạ. Đó, đầu tiên là em phải làm vậy nè. Đầu tiên là em phải để tóc ra ngoài sau vậy nè. Đó. Cái vai em nó hơi mỏng manh chút xíu. Anh, không ấy, anh để em tự làm cho. Em làm không có đẹp. Anh làm mới đẹp. Em muốn nổi tiếng không? Muốn thì phải nghe lời anh chứ. Bỏ ra, anh làm cái gì vậy? Anh bỏ tôi ra, anh làm cái gì? Muốn nổi tiếng là phải nghe lời anh. Ê, đi đâu vậy? Ê, em muốn nổi tiếng mà kỳ vậy. Sao? Ổn không? Đẹp, nét. Ok, tốt lắm. Chạy đi cưng, trái đăng trời trong tầm tay của anh. Sao lần đó tụi nó dùng clip dùng hình của em để đe dọa tống tiền em, vì em sợ quá cho nên em không dám lên tiếng, cho nên em đã đưa tiền cho tụi nó rồi em chuyển chỗ ở luôn. Nhưng mà tụi nó không có giữ lời hứa với em, đòi đăng clip của em lên group bán dâm. Em sợ lắm. Em sợ anh bỏ rơi em. Em sợ anh biết chuyện này xong rồi anh chê em. Cho nên em không thể nào em nói cho anh biết được. Anh bỏ qua cho em nha anh Dũng. Em nghe anh nói nè. Anh hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh không có giận em đâu. Anh thấy á, cái chuyện này rất là nghiêm trọng. Em nên báo công an đi. Để bắt hết bọn chúng. Để sau này á, bọn chúng không thể dàn những cái cảnh này rồi làm khổ những cô gái khác nữa. Không được đâu, em sợ lắm. Đừng có sợ, cứ việc báo công an, có anh ở bên cạnh em mà. Thôi không được đâu, em không có sẵn sàng đâu. Hay là mình bỏ qua chuyện này được không anh? Coi như không có chuyện này xảy ra được không? Em sợ mọi người biết, mọi người nói ra nói vào, em xấu hổ sao em chịu được. Hay là có cách nào cho chuyện này trôi qua một cách âm thầm được không anh? Alo. Nghe giọng anh quen không cưng?
Chắc em cũng thấy những tấm hình anh nhá rồi chứ gì. Giờ vậy, vô vấn đề luôn. Anh đang túng thiếu tiền, cô em gửi cho anh 100 triệu đi. Cái gì? 100 triệu hả? Tôi đào ở đâu ra? Kiếm đâu ra là chuyện của em. Anh không quan tâm. Nếu mà em không chịu đưa tiền cho anh á, thì không những tấm hình đâu, mà cái đoạn clip hôm trước anh quay đó, anh sẽ gửi thẳng vào mail cho công ty của em đang làm. Mày, đồ khốn nạn. Chửi đi cưng, chửi thoải mái vào. Rồi hậu quả sẽ đến với cưng liền thôi. Thôi được rồi, anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đem tiền tới. Tôi tới cây cầu mà anh nói rồi nè. Anh đâu rồi, ra nhận tiền đi. Làm tốt lắm. Bây giờ nghe lời tôi, đi thẳng về phía trước. Khi hết cây cầu, nhìn bên tay phải gặp một cái cục điện. Ngay cái cục điện có một cái chậu bông, để tiền vào đó và biến đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên bắt tôi. Mày là nào? Anh đã bị bắt về hành vi tống tiền và làm nhục người khác. Ai nói vậy? Tôi có xạm gì vậy? Tôi lụm chứ bộ. Tôi lấy cái bịch đen đen nằm đó tôi lụm. Tôi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho công an rồi. Anh phải chịu tội trước pháp luật đi. Để sau này á không còn ai phải vào hoàn cảnh như tôi nữa. Khốn này dám lừa tao. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan hợp tác điều tra. Tôi có làm gì đâu mà điều tra. Đi. Con nhỏ này nó xạm đó, nó điên đó. Bỏ tôi ra coi. Em xin lỗi anh, cũng tại em sơ ý quá cho nên. Nghe nói nè, đừng có tự trách bản thân nữa. Bây giờ đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng mà nhớ nha, mai mốt làm gì làm phải cẩn thận, nghe chưa? Thôi đi về.